Mình tiếp tục cái clip đó, tại vì mới nãy nó bị out ra nha các bạn, bị out ra. Như vậy thì đối mình sẽ nói lại cái vấn đề này chút xíu nha, tại vì mới nãy mình bị out cái video ra, cho nên mình sẽ nói lại cái vấn đề này chút xíu, mong các bạn thông cảm nha. Ok rồi. Rồi chúng ta nói cái vấn đề này chút xíu. Rồi đầu tiên là mình nói về cái cảm biến chút xíu, để cho những cái bạn mà mới xem clip và các bạn nó hiểu luôn về cái vấn đề chút xíu. Mong các bạn thông cảm, tại mới nãy mình đang quay, mình chính chia sẻ cái nó cúp cái video, mình nên cho mình làm lại cái video này cho các bạn đây. Ok rồi, như vậy thì chúng ta biết về bản chất của con cảm biến các bạn ha. Bản chất của cảm biến là gì? Cảm biến thì nó sẽ thay đổi giá trị số kilo ohm dựa theo nhiệt độ của môi trường hoặc là cái vật liệu nó tiếp xúc. Ví dụ như hôm qua chúng ta đã nói này, đây là cái gì, cái dạng ống, cái dạng ống đây là cái dạng ống này, gọi là dạng ống, là dạng lạnh, gọi là dạng lạnh. Dạng lạnh thì dạng lạnh thì có ga từ cục nóng chạy vào và có đường về chạy về cả máy nén, hay là cục nóng, nói vắn tắt cho các bạn dễ hiểu vấn đề đó. Rồi tiếp tục, như vậy cảm biến ở đâu, cảm biến sẽ gắn đâu? Cảm biến sẽ được gắn ở trên cái dạng lạnh, cái dạng lạnh. Rồi chúng ta vẫn biết rằng một cái nguyên tắc á, vẫn biết nguyên tắc, ví dụ như con cảm biến sẽ là 10 kg ohm, 10 kg ohm ở nhiệt độ là 25 độ độ C chẳng hạn, nhưng nó sẽ là 10 14 kg ohm khi ở nhiệt độ là 20 độ C, và sẽ là 8 kg ohm khi ở nhiệt độ là 30 độ C. Như vậy các bạn hình dung ra một cái vấn đề là cái con cảm biến này sẽ thay đổi giá trị số kilo ohm của nó dựa theo nhiệt độ hoặc là vật liệu nó tiếp xúc. Như vậy các bạn thấy là ở khi mà không khí mà chúng ta nói một cách nôm na là khi nóng lên thì từ 25 độ C mà lên 30 độ C, lên 31, 32, 33 độ C nó nóng lên thì nó sẽ giảm số kilo ohm, và khi lạnh lạnh lên thì nó sẽ tăng số kilo ohm đó. Đây là ngôn ngữ của chúng ta để nói chuyện nhau cho nó dễ hiểu, chúng ta không có nói là những cái từ thức kỹ thuật nó phức tạp làm gì cả, rồi chưa các bạn. Rồi như vậy thì cái mặt của cảm biến của máy lạnh Bana hoặc là những cái thương hiệu khác thì nó sẽ có một số cái thôi các bạn. Thứ nhất là ở đây là cảm biến, đây là con điện trở nối xuống máy, đây là 5V đưa về cho vi xử lý nối xuống máy. Thì con cảm biến trong ở nhiệt độ bình thường là 25 độ C thì nó 10 kilo ohm chẳng hạn, và điện trở nó mát cũng 10 kilo ohm. Như vậy thì đưa về vi xử lý sẽ thay đổi giá trị khi mà bình thường, khi chưa có ga chạy qua, khi chưa có ga chạy qua thì nó là 10 kilo ohm. Khi mà máy nén bắt đầu chạy, ga sẽ chạy qua dàn ống thì nó đang 10 kg, nó sẽ tăng lên là tùy theo cái áp lực của ga thì nó khoảng từ 60 cho đến 80 psi, thì nó sẽ thay đổi là từ bao nhiêu các bạn, từ 14 cho đến 16 kilo ohm, tức là đang 10 kg thì sẽ thay đổi lên là 14 đến 16 kg do cái dàn ống chúng ta lạnh lạnh dần lên. Ok chưa, lạnh lên đó. Đây là nguyên tắc của một cái con cảm biến, khi mà cái con cảm biến bị hư các bạn có thể thay bởi một con điện trở 14 đến 16 kg nếu như cảm biến nó là 10 kg. Đây là cách để chúng ta làm, và hôm qua chúng ta cũng đã áp dụng cho cái bo này rồi, ở cái phần 1 các bạn có thể xem là cái phần 1 thì mình, hoặc cái video trước đó thì mình có làm qua rồi, làm và chứng minh cho các bạn xem nó chạy rồi ha. Ok, nhưng tuy nhiên một số cái bo mạch á, một số cái bo mạch thì nó thông minh hơn, nó không phải thông minh mà do cái cách mà cái nhà lập trình cho vi xử lý họ họ lập trình, họ nói rằng như vậy đây các bạn: nếu như tôi chưa đóng điện cho máy nén, tôi chưa đóng điện cho máy nén thì tôi nhận ở đây là 2,5V là hợp lệ, hợp lệ. Chừng nào mà tôi đóng điện cho máy nén chạy rồi á thì dàn ống lạnh dần thì tôi mới nhận về một số volt, do thay đổi của giá trị, thí dụ như là còn là 2V đó, nó hạ volt xuống. Thì các bạn có thể tính toán đi, nếu ở đây là 10 16 kg
16 kg, con này 14 kg, sorry 16 kg, con này 10 kg, thì các bạn khoảng 2 volt, 2 volt mấy nè. Chỗ này ví dụ các bạn tính đoán đi ha, tính nhẩm đi, chúng ta không tính chính xác ha, tại chúng ta đang live chúng ta không bấm chính xác được. Rồi như vậy thì các bạn hiểu là khi mà con cảm biến này thay đổi giá trị thì volt và BCD sẽ thay đổi giá trị theo, do cái này là nằm trên cái cầu phân áp. Chúng ta nói về lý thuyết nhiều thì các bạn rất là khó chịu về vấn đề lý thuyết, để các bạn hầu như là chúng ta lớn tuổi hết rồi cho nên hầu như là chúng ta không có nghe về mặt lý thuyết nhiều. Một cái chung quy là gì, là khi mà có ga lạnh chạy qua cái dàn ống, đúng chưa các bạn, đúng chưa, thì số bon dự vị sẽ giảm dần, thế xong đó là xong rồi đó các bạn. Ví dụ như bình thường nó là 2,5 volt, có ga chạy qua đưa về vị trí 2 volt đó. Đây là cái cách mà nhà sản xuất họ lập trình. Nếu như chưa đủ 2 volt thì nó nói là thì vi xử lý sẽ báo ra là thiếu ga hoặc là dàn dơ. Rồi xong, đó là quy luật như vậy, đúng không các bạn? Thì mình vẽ ra những cái này nó rất là tường tận cho mấy bạn, để các bạn, những cái bạn mà mới bước chân vào lĩnh vực màu tập lành hoặc là tìm hiểu để sửa bộ mạch thì có thể là nhìn thấy và có thể hiểu được cái quy tắc của cảm biến. Đó, còn những cái bạn nào mà có nhu cầu mà muốn học sửa bo mạch thì các bạn có thể là đăng ký hoặc là tới đăng ký với mình. Số điện thoại của mình là 0907 716 705. Zalo của mình là 0931 15 7788. Các bạn ha, địa chỉ của mình là 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Các bạn nào có nhu cầu gửi bo tới sửa thì cũng gửi theo cái địa chỉ đó cho mình. Đó, đây là quy tắc của một con cảm biến. Cảm biến sẽ thay đổi số ký lô ôm như thế nào? Thứ nhất, sẽ tăng dần giá trị số ký lô ôm khi mà cảm biến tiếp xúc với gì? Với ga lạnh, với môi trường lạnh, hoặc là cái vật liệu nó tiếp xúc lạnh dần lên, và sẽ giảm số ký lô ôm xuống khi nó tiếp xúc với vật liệu hoặc là môi trường nóng dần lên. Đó, như vậy thì các bạn hiểu được bạn cảm biến chưa? Rồi, một số như hôm qua cái bo mạch này á, thì mình đã gắn cái con điện trở cộng đến 4 đến 6 kg vô cho nó rồi. Đây, mình cũng đã quay cái video cho mấy bạn xem, ở cái video 1 các bạn có thể coi là cái video trước đó, mấy ngày trước mình đăng á, thì nó đã chạy ok, nó sẽ chạy vượt qua 15 phút hoặc 10 phút gì đó, các bạn xem là cái video. Như vậy là có thể là giao cho khách hàng được rồi, đúng không? Tuy nhiên một số cái bo mạch đó họ lập trình cho bi xử lý nó hơi gắt gao, các bạn cố gắng nghe giùm mình nha. Có thể ngồi quậy cà phê uống vừa nghe cho mình nói mình một số cái câu chuyện thì chúng ta sẽ hiểu dần. Cái quan trọng của cái người sửa bo mạch không phải là đo con linh kiện sống chết để thay thế, không phải đo con linh kiện sống chết để thay thế, mà cái quan trọng của người sửa bo mạch là phải hiểu được cái mạch cái nhà sản xuất họ lập trình nó như thế nào để chúng ta sửa chữa nó, chứ không phải là cái quan điểm là đó cái con linh kiện sống chết. Dạ thưa các bạn, cái đó là các bạn học ở những cái phổ thông ngày xưa, ví dụ như con điện trở mà đo sống chết này kia thì các bạn có thể quay về đó các bạn, và các bạn lên YouTube các bạn coi là cái cách họ đo. Còn vô đây chúng ta không có bàn gì đến cái này đó, mà chúng ta bàn về cách lập luận của cái bo mạch khi mà nhà sản xuất họ sản xuất. Cái đó mới là cái quan trọng trong vấn đề sửa chữa bo mạch. Còn một số bo mạch họ nói như vậy nè các bạn, khi tôi mới mở máy lên tôi chưa đóng điện cho cục nóng hoặc là chưa đóng điện cho máy nén, thì con cảm biến là 10 kg, điện trở nó máy cũng 10 kg, đưa về cho vi xử lý tôi là 2,5 volt, ví dụ vậy, đúng không? Nếu như tôi mở máy lên mà chưa gì cái con cảm biến này mà sai thì tôi chạy, tôi cúp rụt cho chạy, đúng chưa? Rồi khi nào mà máy nén đóng rồi thì tôi mới thay đổi giá trị cái lô ôm xuống, tại vì lúc đó có ga lạnh chạy qua. Như vậy vô hình dung là nhà sản xuất họ kiểm soát rất chặt chẽ cái con cảm biến này. Có nghĩa là như vậy nè các bạn, mình sẽ giải thích lại. Đây là dàn ống đồng, đây là dàn ống đồng, được chưa? Ga vào, nếu như chưa có ga chạy vào cái dàn ống này thì cái con cảm biến mà chúng ta gắn ở trên cái dàn ống nó là 10 kg lô ôm, đúng chưa ạ? Chứ vậy thì cái mạch đưa về cho bị xử lý nó như thế này đó các bạn. Đây, 10 kg lô ôm của con cảm biến và 10 kg lô ôm của con điện trở nối máy thì đưa về cho bị xử lý là 2,5 volt. Cái này là lúc mới mở máy lên chưa có ga chạy qua dàn ống. Rồi, khi có ga chạy qua dàn ống
thì cái con cảm biến này sẽ tăng lên là 16 kΩ. Đó. Đưa về vi xử lý. 16 kΩ, vậy đây là 10 kΩ. Đó. Đây là 5V. Rồi, ok chưa các bạn? Như vậy đây là có ga chạy qua. Đây là có ga. Đây là không có ga. Đó, đây là có ga. Đây là không có ga thì nó là 10 kg. Khi có ga chạy qua, con cảm biến này sẽ tăng lên là 16 kg. Rồi, như vậy có bạn nào chưa hiểu không? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục vấn đề ha. Nếu như đề 16 kg thì chỗ vol chỗ này sẽ thay đổi. Con 16 kg, còn 10 kg như chỗ này khoảng 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 chúng ta tính phóng khoảng là 2V. Như vậy thì chưa có ga thì nó sẽ là 2,5V, mà có ga rồi nó sẽ giảm vol xuống. Thì một số nhà sản xuất họ lập luận như vậy nè, họ sợ cái con cảm biến của họ nó bị nó không thay đổi giá trị. Có nghĩa là con cảm biến nó 10 kg nhưng mà khi có ga chạy qua nó vẫn chơi chơi 10 kg, nó không thay đổi giá trị, họ mới làm như vậy nè các bạn, mới làm như vậy. Bình thường khi mở máy lên thì anh có 10 kg, anh có mở 10 kg, nhưng mà khi mà tôi đóng điện cho máy nén thì anh thay đổi giá trị 16 kg. Nhưng nếu như thợ chúng ta cố tình, thợ chúng ta cố tình giục cái con cảm biến đi, gắn có con điện trở 16 kg vô ngay chỗ này liền luôn, thì ngay chỗ này mở máy lên nó không 2,5V mà nó gần 2V đó, đấy thì nó không chịu, nó không chịu. Cho nên họ nói rằng cái con cảm biến này chỉ được phép thay đổi giá trị kilo ohm khi đóng điện cho máy nén, còn bình thường mở máy lên thì phải số vol là 2,5V. Đó, cái đây là cái quan trọng nhất của cái cách mà chúng ta lừa tập 2, lừa tập 2 cho nó. Như vậy chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Chúng ta sẽ mắc một cái mặt như vậy. Chúng ta sẽ mắc một cái mặt như vậy. Đây là con cảm biến. Thì đầu tiên cái con cảm biến bao nhiêu ký? À, với mạch Bana thì chỗ này chúng ta sẽ gắn con 15 kΩ. Đúng không? Đây là điện trở nó mát. Rồi, 15 kΩ. Rồi, như vậy sẽ báo về cho vi xử lý. Vi xử lý sẽ tha qua cổng đảo để đóng điện cho cái thì đây chúng ta dễ đánh đắt nha, chứ nó rườm rà hơn nha các bạn. Thì đây, đóng điện cho máy nén. Đây. Đúng chưa các bạn? Như vậy thì tôi sẽ bắt thêm một cái độ mạch từ ngay chỗ này. Đây, một cái con điện trở 4K7 và con diode là 1N4148 xong. Như vậy thì các bạn thấy khi chúng mới mở máy lên chỗ này chúng ta 2,5V, khi là đây đóng cái cốc thì chỗ này tuột xuống còn 1,8V, như vậy hợp lệ xong rồi đó. Rồi các bạn sẽ hỏi là tại sao như vậy, thì các bạn cứ suy nghĩ đi. Nếu như bình thường chỗ này cái delay chưa đóng thì cái delay nó treo lên 12V thì chỗ này là 12V, tại delay chưa đóng mà 12V thì do diode này nó trái ngược cho nên chỗ này vẫn còn số vol 2V, 2,5V khi máy nén chưa chạy. Khi mà máy nén chạy đóng cái cốc thì chỗ này nó sẽ nối xuống 0V, 12V thì đây sẽ đóng. Lúc này thì chỗ này vô hình dung nó sẽ thành một cái mặt như vậy. Rồi, như vậy là các bạn tự tính toán phương pháp này giùm mình. 5V, đây là 15 kΩ. Vậy rồi đó mà. Nếu như bạn nào mà hiểu về điện tử thì các bạn sẽ tính được cái chỗ này. Như vậy thì von chỗ này đưa về vi xử lý sẽ bị tụt giảm. Đó. Như vậy các bạn có thể là ngồi các bạn hình dung, còn nếu như bạn muốn giải thích chi tiết nữa thì các bạn phải ngồi các bạn phân tích từ từ thì các bạn mới mới ra được cái câu chuyện. Đó. Được chưa các bạn? Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ làm cái mặt này làm như thế nào đây? Đầu tiên là chúng ta sẽ gỡ cái mặt này ra. À, chúng ta sẽ gắn bằng con điện trở 15 kg vô trước cho nó. 15 kg vô trước. Chúng ta sẽ gỡ cái con điện trở này ra, chúng ta sẽ gắn con điện trở 15 kg. Cái phương pháp này sẽ áp dụng cho mọi loại bo và xác suất thành công 100%, trừ những cái bo mà nó không có delay thì chúng ta sẽ có phương án khác nữa. Đó, như vậy chúng ta sẽ gỡ cái con điện trở ra rồi đúng không? Chúng ta sẽ gắn một cái con điện trở bằng đúng giá trị của con cảm biến là 15 kg cho nó. Đó. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ lấy con điện trở 15 kg nó gắn.
đó, chúng ta sẽ lấy con đi chạm 15 kg, chúng ta sẽ gắn vào đúng cái vị trí đó, đó. Đây chúng ta gắn đúng cái vị trí con cảm biến. À, do cái điểm này với điểm này nó thông cho nên là chúng ta sẽ hàn cho đẹp, chúng ta sẽ hàn hai má bìa, chúng ta không có không bể công công chỉ cho cực ha, chúng ta sẽ hàn hai má bìa vô. Thì các bạn có thể đo mạch, các bạn sẽ thấy nó sẽ thông nhau ha. Đây là phương án 2 nha các bạn. Rồi như vậy là chúng ta hàn cái con cảm biến với hai cái con cảm biến bằng con điện điện trở nối mát, ok ha. Đây ok rồi đó. Rồi rồi như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ gắn một cái con điện trở với một cái con diode để chúng ta sẽ gắn với nhau. Đây chúng ta lấy một con điện trở và một con diode, chúng ta sẽ nối với nhau. Con sẽ hàn lại. Cái mục đích của chúng ta là khi mà mới mở lên thì vol phải đúng, và khi nó nhảy le thì vol sẽ thay đổi. Đó. Vậy thì chúng ta giả đúng cái tình trạng mà khi có ga chạy qua cái dàn ống luôn. Rồi cái này chúng ta sẽ gắn ngay chỗ cái chân mà điều khiển delay, à ngay chỗ IC cộng đảo các bạn, ngay chỗ IC cộng đảo, các bạn lấy ngay chỗ IC cộng đảo chính xác nhất, tại IC cộng đảo sẽ chập xuống mát. Rồi chúng ta sẽ đo thử xem ha, đo thử xem đây là IC cộng đảo nè các bạn. Các bạn thấy là đóng cho delay thì có một cái con điện trở và một con điện trở nữa, nó có hai con điện trở đóng như mana, còn những cái bo khác thì các bạn đo thẳng ha, xem cái chân này. Đây chúng ta hàng ở chỗ này, đây nó thông với nè, thì nó thông với lại chân delay. Rồi đây, rồi chúng ta hàng vô đây các bạn ha. Và một cái chân báo về cho vi xử lý là chân chân bên đây, chúng ta thử xem cái không đúng không ha. Rồi chúng ta sẽ gắn vào. Các bạn có thể coi theo thì các bạn có thể làm và nó sẽ chậm 100% chạy nha các bạn nha. Các bạn không phải lo vấn đề đó. Còn nếu như bạn nào mà thấy phân tích lý thuyết nó dài dòng nó rườm rà quá thì các bạn có thể bỏ qua lý thuyết đi, các bạn chạy thẳng làm thẳng luôn ha. Tại vì mình làm rất là chậm cho nên các bạn có thể là coi, các bạn có thể làm y chang được luôn. Các bạn bỏ nó vô cái ống gen này để hơ nó cho nó hay, rồi để cái đầu của diode này. Rồi cái đầu diode thì chúng ta sẽ hàn vô cái chân để chỉnh để điều khiển lại. Rồi chân còn lại chúng ta sẽ hàn vô cái chân mà nó báo về cho vị xử lý. Rồi tùy mấy bạn ha, mỗi bạn sẽ có phương án làm sao cho nó đẹp, ok thì thôi chứ đâu có gì đâu rồi. Chúng ta không một số bạn làm đẹp, một số bạn làm không đẹp thì cái đó do cái vấn đề thẩm mỹ thôi, chứ cũng chả có gì gọi là phức tạp lắm đâu các bạn. Đó.
thế thôi. Rồi chúng ta hàn chưa? Như vậy là chúng ta sẽ đã làm xong cái phần này. Rồi những cái ban khó thì các bạn sẽ làm theo phương án này. Tại cái phương án này nó có một cái đặc tính đó, là nó sẽ thay đổi giá trị số kilo, thay đổi giá trị số vol đúng như là khi mà nó có ga lạnh chạy qua luôn. Đó bây giờ chúng ta sẽ thử xem khi nó đóng điện thì nó có thay đổi vol vị lý hay không. Đó, chúng ta sẽ đo ở chỗ này đây. Đó, ở chỗ này. Như vậy bình thường chúng ta mở máy lên xem nó bao nhiêu vol. Đây. Tức là chúng ta nói rằng khi mà có ga lạnh chạy qua sẽ có số vol báo gì, sẽ thay đổi số vol báo gì cho vị lý. À, chúng ta sẽ tìm điểm điểm mát. À, điểm mát. Điểm mát. Và cái điểm báo gì cho vị lý. Đây, các bạn xem nha. Số vol báo đâu đây, các bạn cái để đâu ngay chỗ này cũng được, lấy mát đâu, lấy mát là ngay chỗ 7805 đấy các bạn, chỉ số 27805 và trên này. Rồi chúng ta sẽ mở máy ha, chúng ta sẽ thử. Ok, rồi chúng ta coi là cái đắt mấy cái đắt cái đó. Rồi xong chúng ta sẽ thử ha, để chúng ta sẽ đo vol ha các bạn, chúng ta sẽ thử đo cái thế đo cái đặt. Phải đo có cái thế đo nó tiện thì chúng ta sẽ đo nó dễ nha. Rồi, ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xem, chúng ta đang đo ở trên con cảm biến, con cảm biến ống đồng. Chúng ta xem khi mà cái delay nó đóng cái cốc thì nó có thay đổi số vol hay không. Thì như vậy thì các bạn, ngay chỗ này nó sẽ chạy về cái mạch gì chỗ này. Nè các bạn nhìn nè, ở đây đúng không? Nó sẽ thông mạch nè, đây mình chọc quay lên thông mạch. Nó sẽ chạy về chỗ này. Mà thấy không? Cho nên thôi chúng ta sẽ đo ngay chỗ này nha các bạn nha. Tại đây nó thông nè. Cái chọt ở chỗ này nó sẽ trơn quá, chúng ta sẽ đo ở chỗ này đó. Rồi, chọt quen ngay nè. Mình làm những video clip thì mình làm rất là chậm rãi để mong các bạn trên cộng đồng có thể là xem để có thể là làm các bạn ha. Mình mở nguồn. Đây, bình thường nha các bạn nha. Rồi chúng ta xem khi nó đóng điện cho máy nén thì nó sẽ thay đổi vol như thế nào, đó điện nén chớp đó các bạn. Đây. Chưa? Rồi các bạn xem đây là số vol mà khi là lại chưa đóng. Chúng ta chờ xem khi đợi đóng cái cốc thì số vol nó thay đổi không. Nếu như đợi đóng cái cốc mà số vol nó thay đổi thì chúng ta thành công, thì chúng ta chờ xem qua 15 phút xem nó có báo lỗi không. Nó có ngừng chạy máy nén không. Okay. Rồi chờ nha các bạn nha. Ok. Rồi quạt chạy rồi nha bạn. Đây quạt chạy rồi đó. Quạt chạy rồi. Rồi chờ nha các bạn ha. 3 phút 20 giây. Khi nào đóng điện xem nó có tụt xuống không các bạn ha. Rồi, chúng ta chờ xem khi đóng điện cho máy nén nè. Dạ, chúng ta cũng chuẩn bị đồng hồ, sẵn cái đồng hồ điểm giờ. Để khi đóng điện cho máy nén chúng ta sẽ bấm. Thường thường là thời gian đóng của nó là 3 phút 25 giây hoặc là 3 phút 20 giây, tùy theo canh nhanh hay chậm thôi các bạn, cái đồng hồ mình á, mình cánh á, nhưng mà không chừng 3 phút mấy là ok. Đó mình đang giữ cái que chúng ta cho bạn xem ha, vẫn là 2 phần mấy đó.
Hơi lâu ha, 3 phút mấy mà chờ xíu mà. Trong thời gian chờ đợi các bạn có thể uống ly cà phê hoặc là nhâm nha cái gì đó, chúng ta chờ nó đóng ha, nó hơi lâu, nó 3 phút 20 giây mà. Đó, bình thường là chưa đóng điện nha các bạn nha. Rồi lại chưa đóng điện, chúng ta chờ xem thì đóng điện nha. Đó, rồi bạn thấy không, đang 2V8 mấy tuột xuống còn 1V8 mấy nè, các bạn thấy chưa? Đó, như vậy thì chúng ta thấy nó đã tuột vôn xuống chưa, các bạn thấy rõ ràng nha. Khi đóng điện cho thì đây nó sẽ tuột vôn xuống, rồi chúng ta sẽ chờ xem trong khoảng 3 5 phút nó cúp máy không, để chúng ta đã bấm giờ rồi đó. Nếu như vượt qua 15 phút thì chúng ta ok thế thôi. Như vậy là đây là một phương án lừa lừa rất là hoàn hảo. Có nghĩa là gì các bạn, khi mà chưa đóng điện cho máy nén thì số vôn gửi con cảm biến của nhiệt độ dạng ống là không thay đổi, khi mà đóng điện vào thì nó sẽ thay đổi số vôn. Như vậy là chúng ta mô phỏng đúng cái tình trạng gì, mô phỏng đúng cái tình trạng là khi có ga và chưa có ga đó, các bạn hiểu vấn đề này không? Nào, như vậy thì cái phương án này chúng ta có thể gì, với cái phương án này chúng ta có thể là xử lý cho những cái loại bo mà nó tương đối là mang tính chất phức tạp, nó mang tính chất là báo dị ra phức tạp cho vi xử lý. Rồi. Rồi các bạn xem qua 15 phút xem như thế nào. Thì những cái bạn nào mà có đam mê nghề nghiệp, đam mê cái lĩnh vực sửa bo thì các bạn có thể là gọi cho mình theo số điện thoại là 0907 716 705 nếu như muốn học á. Zalo của mình là 093 115 7788. Những cái bạn mà đang xem video hoặc là xem kênh của mình á, các bạn có thể là ủng hộ tinh thần của mình bằng cách là like cho mình một like, và các bạn có thể là comment những cái comment cho mình biết là các bạn đang gặp khó khăn ở những cái video về những cái mô mạch nào, thì các bạn có thể là comment ở dưới để mình biết. Khi mà mình có dịp mình sẽ quay cho các bạn xem những cái phương pháp sửa cái bộ mạch đó, để giúp cho các bạn có một cái nhìn sâu sắc hơn cái bộ mạch các bạn ha. Rồi đó là cái quan điểm của mình về cái mà khi mà chúng ta quay video á, mình rất là chi tiết. Thứ nhất là có diễn giải về mặt lý thuyết trước cho mấy bạn, thứ hai là sẽ làm cho mấy bạn xem cái lý thuyết nó phải đúng với lại cái bo mạch khi mà chúng ta sửa chữa. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, lý mình luôn luôn dạy cho học trò của mình đó là lý thuyết, mà khi mà muốn đúng là nó phải đúng với thực tế, chứ chúng ta không có nói lý thuyết suông. Nói lý thuyết suông có nghĩa là gì, nói rất nhiều lý thuyết nhưng mà không chứng minh được, cho nên mình hay nói đó là gọi là lý thuyết suông nha các bạn ha. Rồi đó, các bạn chờ xem, trong đây là 2 phút mấy rồi nè, chúng ta chờ xem 5 phút nó có cúp không. Tại vì cái bo này á, là khách hàng đưa tới cho chúng ta, ví dụ như bo Bana thì họ hay nói là 5 phút sẽ cúp lốc đó, chúng ta chờ xem 5 phút có cúp hay không. Đó, như vậy chúng ta làm xong rồi đó, chờ 5 phút nếu không cúp thì và chúng ta chờ luôn 15 phút nếu không cúp thì chúng ta sẽ giao cho khách hàng thôi, đó là xong rồi các bạn ha. Tuy nhiên đó là mình không có ủng hộ mấy bạn làm cái phương án này đâu, tại vì phương án này á, sorry. Cái phương án này á, khi mà các bạn làm như vậy á thì giờ chúng ta đang vô hiệu quả cái con cảm biến ống đồng thật của nó. Tại vì có con biến đồng mà chúng ta đã gỡ ra, chúng ta bỏ ngoài đây nè các bạn thấy không, nè nè gỡ bỏ ngoài nè, ở trên cái chạm đâu còn con cảm biến ống đồng nữa các bạn, hết rồi, để chúng ta đem ngoài, chúng ta giục như ngoài rồi. Như vậy thì nếu mà xảy ra sự cố thật á, xảy ra sự cố thật, ví dụ như ga bị yếu thật nè, đúng không, máy nén bị trục bơm thiệt nè, hoặc là dàn lạnh bị dơ nè, thì nó sẽ không báo gì cho vi xử lý được đâu các bạn. Như vậy là mình không ủng hộ. Nếu như mà các bạn mà sửa cho khách hoặc là khách hàng thì các bạn nên chạy đi mua cảm biến
cảm biến bên bên trung tâm bảo hành đó, hoặc là bên thợ sửa bo, các bạn kêu thợ sửa bo lại thì họ họ sẽ chạy đi mua cảm biến ống đồng gắn cho bạn, hoặc là nếu thợ thì các thợ cũng phải chạy qua mua. Tuy nhiên là một số khách hàng không có nên tự ý thay, tại vì các bạn đụng đụng như thế này thì rất là dễ bị chạm chập, nên sẽ hư hỏng nặng hơn. Cho nên thôi các bạn cố gắng là các bạn kêu thợ tới họ họ làm cho mấy bạn, thì như vậy sẽ an toàn hơn. Đồng ý là thợ làm thì các bạn phải trả tiền chi phí cho thợ, nhưng mà thôi các bạn cũng phải 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 chịu phần đó, tại vì á các bạn khi bạn làm đụng chạm nó hư nhiều hơn thì lúc đó thì lại hư hỏng nặng, rồi lại nó tốn tiền rất là nhiều so với cái mà các bạn kêu thợ. Cho nên thôi các bạn rút kinh nghiệm rồi, như vậy thì các bạn hiểu được cái cách làm như thế này chưa các bạn? Chúng ta sẽ thay cái con cảm biến này bằng một con điện trở, đúng không, bằng đúng giá trị của con cảm biến, và chúng ta sẽ thêm cái đường mạch như mình mới vẽ đây đó, vào vào cái đường mạch đó, thì như vậy thì nó sẽ giả đúng cái giá trị cảm biến. Tức là khi chưa đóng cho máy nén thì nó đo ngay chỗ về vị trí sẽ là 2V 80 mấy đó, mình mới nãy mình đo cho các bạn xem luôn. Và khi mà đóng điện cắt cốc thì nó còn 1V mấy. Đây là đúng quy trình của cái con cảm biến các bạn ha. Rồi bạn thấy không, qua 5 phút rồi nè, đóng điện qua 5 phút rồi nè. 5 phút 5 giây rồi nè. Thường thường là nếu như chúng ta sai thì khoảng là 4 phút 8 mấy á, sorry 4 phút 40 40 phút 40 40 mấy á, 50 á thì nó cúp rồi, chứ nó không phải đây 5 phút mấy gì đâu. Nó cái phương án này là phương án chúng ta hay gọi gọi ở đây hay gọi là phương án lừa tương đối hoàn chỉnh đó, tại vì nó mô phỏng đúng cái môn của vi xử lý khi nó chạy thật thực tế đó, là như vậy. Rồi các bạn nào có những cái nhu cầu mà thắc mắc gì về bo mạch thì các bạn có thể là comment ở dưới đó. Khi mà xem video mà hay thì các bạn nhớ like chia sẻ cho các bạn bè anh em họ cùng xem, giúp cho cái kênh của mình nó càng càng phát triển. Chúc các bạn thành công và cái nhiều cái niềm vui trong cuộc sống các bạn ha. Còn những các bạn nào có nhu cầu mà các bạn muốn học sửa bo mạch á thì có thể liên hệ thẳng với mình theo số điện thoại là 0907716705, Zalo của mình là 0931157788. Các bạn nhớ là các bạn cứ gọi điện thoại đi cho mình trực tiếp hẳn cho mình, không phải nhắn tin Zalo chi cho phiền phức, tại vì thực chất ra mình cũng không có nhiều thời gian để mà trả lời cho mấy bạn cho cái Zalo. Nhiều khi đang dạy học mà các bạn nhắn tin á mình phải bấm bấm trả lời như vậy thì cũng 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 hơi kỳ. Cho nên thôi các bạn, nếu như các bạn cảm thấy mà các bạn có muốn học thì các bạn cứ alo thẳng cho mình thoải mái, chúng ta trao đổi thoải mái, chả gì cả. Và dạy cái này thì mình ngồi mình dạy trực tiếp 100%, không ai dạy thay thế hết đó. Còn một số bạn hỏi là có ở chỗ ở không thì các bạn ở nhà của mình á, ở miễn phí không có tốn tiền đó, cho nên là chỗ ở là luôn luôn có sẵn, cho nên các bạn không phải lo về vấn đề chỗ ở ha các bạn nha. Rồi trong quá trình mình học thì ở đây chúng ta luôn luôn nâng cấp những cái kiến thức, những cái mô hình, luôn luôn cập nhật những mô hình mới, những kiến thức mới, thì các bạn có thể vào cập nhật những kiến thức mới bất kỳ lúc nào, chúng ta không phải tốn bất kỳ một đồng chi phí nào hết á đó. Đúng không ha? Rồi các bạn thấy không, 6 phút 55 7 phút rồi đó, mà thấy chạy tốt rồi đó. Đây là một phương án làm tương đối đó, nó hoàn thiện các bạn ha. Rồi các bạn nào thắc mắc thì cứ comment, rồi chúc các bạn thành công nha các bạn ha. Rồi.